Câu số 1. Keo gì có thể đẩy mọi người xa nhau? Keo kiệt. Chính xác. Keo gì có thể kéo mọi người lại gần nhau? Keo sơn. Chính xác. Bảo Lâm làm nghề chở nước đá đông ở Hà Nội. Hỏi Bảo Lâm sống ở quận nào? Bảo Lâm này à, Dương Lê Nhân Bảo em Lâm nè, này. Em nè, em luôn á. Em ở ngoài Hà Nội nè. Đó, à. Là em quận nào? À. Em đang lấy đá nè. À. Có phải Bảo Lâm này không? Không cần quan tâm chuyện đó. Cái tên đại thôi anh, chỉ là một cái tên thôi. Chỉ là một cái tên thôi. Hà Đông. Không, chính xác. Đá đông hả anh? Đá đông. Đá đông. Đá đông. Đá đông. Đá đông. Đá đông. Đinh nào dù chắc nhưng không đóng được? Thì đinh bằng nhựa đó, để gắn vô tường nhưng không đóng bằng ta bằng búa được. Không, chính xác. Cái đó vẫn đóng anh, người ta vẫn đóng cho chắc không anh? Ba cái đinh lăng. Chỉ có thủy đinh hương nữa. Loại lan nào không có hoa? Lan đen. Lan đen. Lan đen. Không, chính xác. Lan 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 này không có g, ví dụ như là trả lời là lan ngọc. Dạ. Cũng được. Bà nào dữ dằn nhất? Bà nào dữ dằn nhất? Bà Chăng. Chính xác. Anh Nhật đi chợ nhưng không mang tiền, hỏi vì sao anh Nhật vẫn mua được đồ mang về? Nhật cà phê. Chính xác. Yeah. Em yêu anh ấy còn anh ấy yêu cô ấy. Cô ấy không yêu anh ấy, cô ấy yêu em anh ấy. Anh ấy tức anh ấy. Anh ấy đấm anh ấy. Cô ấy tức anh ấy vì đấm anh ấy. Cô ấy tát anh ấy. Hỏi đây là chuyện tình mấy người? 5 người. Không, chính xác, 4 người. Đang mệt mệt nghe câu hỏi quạo quá luôn. Hành gì lớn nhất? Hành tinh. Chính xác. Yeah. Hành nào ăn vào rất đau? Hành hạ. Chính xác. Bà đó bả chết, bả bay lên trời. Hỏi bả chết năm bao nhiêu tuổi? Trời ơi. Đây là một câu hỏi rất phổ biến đối với miền Tây. Rất là trẻ em Tây luôn á. Trẻ em. Ngày xưa tôi biết cái này luôn, mà nhỏ đó. Bà đó bà chết. Dạ. Mà bà bay lên trời. Dạ. Hỏi bà chết bao nhiêu tuổi? Dạ, một câu này có thể hỏi hai câu luôn á. Ồ. Chơi chữ hoài. Đúng rồi. Bà Tiên. Bà Tiên. Bà bay là bà gì? Bà bay á. Bà như vậy là Lâm Nhật đã vượt qua được tất cả là hai đáp án liên tiếp chính xác. Chào mừng quay trở lại Quỳnh Lập.